nuôi chó ghét nhất là cái này nè. Lúc mà nuôi á thì ai cũng hào hứng lắm, mình đâu có muốn nuôi đâu. Thì mình biết nuôi chó là khủng khiếp như vậy nè. Đó, khu không đó. Bây giờ mình đi nè, mình kêu thằng nhỏ ra phụ nè. Nathan ơi. Can you come over here? Why? I'm scared. I'm gonna eat. I'm here. Scared cái gì hả? Okay. Trời ơi, tự nhiên ra đây rồi sợ à. I didn't think you were there. I thought you wanted to. Mà con nói đi, con sợ cái gì? The demons. Sợ ma. My demons. Giờ sáng buổi trưa, đang có trời sáng mà sợ ma. Đây là ghê không? Bữa nào mình lấy cái máy mình xịt mới được. Got it all. Hả? Xong chưa? I got it. Bên kia luôn, Từ hôm nhà mình có chó tới giờ, cái chuyện mà làm gia đình của mình nó cũng gặp khó khăn lắm. Mình đâu có thích đâu, nhưng mà bị gì vậy chứ ai mà muốn. Giới thiệu sơ phía sau nữa nha. Cái sau này là cái cây custard apple, là cây mắng cầu đó, mắng cầu dai tròn vậy nè.
ngọt dữ lắm. Ăn xong cái là bỏ cái hột vô một cái chậu, rồi nó mọc thật là nhiều. Xong thì cuối cùng có một cây này là tốt nhất, còn mấy cây khác thì nó cũng mọc này nọ chỗ đằng kè chỗ kia vậy đó, nhưng không có được tốt bằng cây này thôi. Đó. Trời ơi, cái bắp cuối của mình thiệt là bự, bên kia mình mới kêu người nhà lên, nó đi qua nhà người ta luôn rồi. Ồ, cái quầy chuối nghiêng qua nhà người ta luôn rồi. Ok. Chứ bên đây. Wow. Wow, lâu rồi không có ra cái đây. Tại chó ỉa tùm lum á, bữa nay dọn dẹp xong mình ra đây. Này quầy chuối này cũng già quá rồi nè. Một quầy nè, hai quầy nè, ba quầy nè. Ôi da, rồi quầy cây đu đủ nữa. Nhà mình thì trồng thì được lắm. Vô dây hộp, vô, bốn luôn. Một, hai, ba. Nhà mình đó thì mình thường thì như mình làm đất phân á thì nó tốt. Cái xong cái mình bỏ hộp, cái hộp mà mình ăn, mua trái cây gì mình ăn á, bỏ xuống cái nó mọc hoặc chống thành từng chùm từng chùm. Xong rồi khi đã lớn lên thì mình sẽ chiết ra mình trồng xuống đất. Thì mình trồng cái đó thì mình làm được lắm. Nhưng cái vụ mà ốc sên á, giờ có nhiều lá khô vậy nè, thì thường có nhiều ốc sên nè, thì mình làm không được, mình ngừa không mới được. Cho nên cây của mình nó bị ăn và nó không tốt. Nhưng đây là những cái giống rất là tốt ha. Đu đủ này loại dài mà loại ngọt dữ lắm. Loại mình ăn xong cái mình bỏ hộp á. Rồi bây giờ mình cũng mới vừa thấy đó, mới vừa thấy là nhà mình có nhiều quầy chuối quá trời luôn. Nhưng mình phải ra đây để mình dọn dẹp. Thì cũng thỉnh thoảng thôi, mình ra đây mình cắt hết mấy cái lá khô, rồi mình dọn dẹp, mình bỏ vô cái thùng, cái nó thành phân. Cứ như vậy á, mà nó xoay quanh hoài. Uổng là tiếc nhất là ở sau này đã trồng được 6 cây đu đủ bự rồi, mà vẫn chết á. Mấy cái lúc mà lũ lụt á thì đất nó mềm, rồi cái đu đủ nó rễ nó cạn quá sao á, cái nó ngã, rồi mình không biết cứu, mình thấy nó ngã thì mình cũng chịu thôi. Rồi coi như là nhà mình nâng cấp sau này là chú nhóc rồi đó. Bắp ép cũng được, làm bắp cuốn với nếp nướng cũng được, rồi nấu chè, rồi cái gì cũng vậy. Rồi cũng có thời gian mình kiểu như mình cử ăn đồ ngọt diet á, cho nên mình không có làm gì hết trơn. Ở đây thì đồ ăn thì nó nhiều rồi đó, nhưng mà cũng sợ bị lên ký đó, nên ra mình phải giảm bớt. Người ta ăn rất là ít, một ngày ăn có chút xíu đồ ăn thì dư này nọ, rồi cái bỏ xuống làm phân bón tiếp tục, cứ vậy hoài à. Rồi đó, bây giờ mình mai mốt đó, mình xịt nước nữa là sạch cái sân, bởi vì mấy bữa rồi nó cũng mọc rong rêu. Thì cái ớt này nó ngã luôn, chó chạy vô đây. Thì làm vườn thì nó cứ như vậy đó, xoay quanh vòng. Hôm đó thì mình làm tốt chỗ một chỗ nào đó, rồi có bữa thì nó chỗ khác nó lộn xộn, rồi mình sẽ tiếp tục hoài. Coi đất sao vậy thôi, chứ công việc cũng nhiều lắm. Lúc nào mình làm thì mình làm, mà hôm đó thì mình tập trung vô trồng bông hoa kiển rồi cho đẹp, hôm đó thì mình qua rau cải cây trái, ôi nhiều thứ lắm, để thấy là như vậy. Rồi bây giờ thì cho mấy bạn coi một cái này nữa rồi mình chấm dứt video ha. Tại vì video của mình cũng khá dài rồi. Đây, mình nói hồi nãy đó, những cây đu đủ đó, thì thường là nhà mình ăn đu đủ, rồi mình bỏ hột vô một nhúm như vậy nè, thì nó mọc hà. Chứ mình không có biết về trồng trọt gì đâu ha. Cũng giống như mấy bạn vậy đó, cũng đâu có biết gì trồng trọt. Nhưng mà tình cờ mình thấy là như vậy, cái từ đó thì sao mình làm theo luôn, tiếp tục vậy nè. Đây là cái chậu đất compost mình mua sẵn á, cái mình để sẵn trong này hết trơn, khi nào có cây gì cái mình trồng lên, thì lúc mà nó còn trống đó cái mình bỏ nguyên một nhúm nè, lúc mình ăn xong á
để trên cao để chó đừng có phá đó ông thôi, mà nó hay phá lắm đó. Nói mới nói là có nó liền nè, nó nè nó nè, đi đi ra đi, nói gặp nó đi đi, muốn nói với cho nó xong cho nó ngắn gọn cái video mà dài nữa rồi nè. Đó rồi mấy cây bông mình nè mới vừa trồng xuống, nhưng mấy bông là trời gắt quá, nắng gắt quá đó thì nó cũng hơi yếu yếu ha, chưa có được tốt đâu. Rồi mấy cây mấy cây đậu của mình ở mấy cây đậu, mấy cây cây dưa đó, cái có hộp còn nè, nhưng mà mấy cái này sao không thấy, chưa thấy ha. Nè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bên này sắp sửa mọc nữa nè. Ồ cái này mất tiêu rồi, bị ăn rồi, thấy không mấy bạn, thấy không, mình trồng trọt vậy đó, khi nó lên thì lên hay lắm nhưng mà khó giữ lắm. Ơi now okay okay now hả okay okay I will okay. Rồi kế tới là những cây mãng cầu. Mãng cầu này mình mãng cầu non nha, không phải giống như mãng cầu hồi nãy mình chỉ nha. Mãng cầu này là mãng cầu Việt Nam, mãng cầu này. Yes. Ok. Đây đó. Đó. Trái thứ nhất mình mua về nhà, ai cũng khen hết trơn trái mãng cầu gì đâu mà nó quá ngon. Rồi xong thì đây là cái trái thứ hai. Rồi, tất cả như vậy thì cũng vui rồi đó. Ừ. Rồi cái tỏi của mình và cái xả của mình cũng đang mọc rất là tốt. Mình nói mà mình cắm cái gì thì nó mọc cái đó hả. Đó tỏi nè, tỏi rất là thích ráo nha, để cho nó thúi thúi cái gốc nha. Ok rồi, có thể là ai cũng nói cái này là lá lốt của mình, thì hôm nay chắc có lẽ mình sẽ ngắt vô nhà nha, ngắt vô nhà cái này. Mình đã mua thịt bò sẵn rồi,